Chào tất cả quý khách hàng nha. Hôm nay Trọng Thơ sẽ quay từ quốc lộ 14 vào tới vị trí đất mà Trọng Thơ đang muốn gửi tới khách hàng nha. Và ngay đây là ngã ba, chỗ này là tam giác nha cả nhà. Đường Trọng Thơ đang đi là đường Hồ Chí Minh và bên tay trái Trọng Thơ như xe đang chạy ra là đường quốc lộ 14. Ở vị trí này thì chúng ta cách trung tâm thị xã Trơn Thành là 2,5 km. Cách cổng khu công nghiệp BKMX Trơn Thành là 300m nha cả nhà. Rẽ trái vào 300m, bên tay phải là cổng của khu công nghiệp BKMX nha. Và chạy qua ngã tư này khoảng 400m là chúng ta rẽ phải vào cái vị trí lô đất mà Trọng Thơ đang muốn cho cả nhà xem nha. Rồi, bên tay phải là quán cà phê này. Tiếp theo ngay có biển báo xanh xanh này là quán ăn nha. Quán ăn gia đình Vườn Tràm nha cả nhà, quán ăn Vườn Tràm. Bên tay trái là cây xăng và cái bãi xe container. Đó. Và đây là cầu ạ. Đây, đây là một cái cầu nhỏ nha. Rồi, qua cầu 100m chúng ta rẽ phải. Quốc lộ 14 này chạy thẳng chúng ta về Đồng Xoài là 18 km là tới Đồng Xoài nha cả nhà, thành phố Đồng Xoài. Rồi. Chúng ta sẽ rẽ phải đây ạ, có biển báo. Qua cầu 100m chúng ta rẽ phải vào ngay đây. Ngay cái biển hết 50 này quý vị nha. Và ngay góc ngã ba này là quán cà phê nha cả nhà. Đấy, đây là một quán cà phê. Rồi chúng ta chạy vào khoảng 200m là tới vị trí đất mà Trọng Thơ đang muốn gửi tới toàn thể quý hàng, cái cơ hội để chúng ta đầu tư tại khu vực này. Cách quốc lộ 14 chỉ 200m này. Cách cổng chính của khu công nghiệp 1 km này. Cách trung tâm thị xã Trơn Thành 3 km. Và vị trí là ngay chỗ văn phòng ấp nha. Đây, văn phòng ấp nằm bên trái đây, cả nhà thấy lá cờ đây. Ở đây văn phòng ấp Suối Nghiêng. Rồi, ngay cái căn nhà đang xây dở đấy, đang chuẩn bị hoàn thiện đấy, là cái vị trí đất của chúng ta nằm ngay đây. 200m từ quốc lộ 14 chúng ta di chuyển vào. Đó, ngay đống gạch này nha quý vị. Ngay đống gạch này, vị trí đất cực kỳ đẹp ạ. Vị trí đất chúng ta cực đẹp nha. Đây. À, bây giờ là thời gian của chúng ta là như thấy cái bóng của cột điện này ạ, hướng chúng ta là hướng đông bắc ạ. Đấy. Hiện tại là 9 giờ sáng và hướng chúng ta cực kỳ đẹp, hướng đông bắc, gần như là chính đông. Đường thì đường xã, đường số 1. Đấy, lộ giới của trục đường này là 16m nha. Rất là đẹp nha. Với giá hiện tại ở khu vực này, giá chỉ hơn 5 triệu một mét vuông. Quý khách hàng quan tâm thì liên hệ ngay cho Trọng Thơ nha. Đất sổ sẵn cầm tay và ngân hàng hỗ trợ lên tới 50% nha. Trọng Thơ xin chào và chúc khách hàng đầu tư thành công.